Đang xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn lưỡi câu tứ, ngũ và lục, 10. Đây hiện tại đang cầm là tứ xoay cao. Dán xoay cao. Đây dán xoay cao đây. Nó xoay cao. Lượn cho nó đây. Rất bén. Đấy. Rất bén các bạn, chạm tay cái là bén luôn. Đấy, cái này rất cứng, cho có thể chống lật được các bạn. Đấy, cái này. Là 10 tương đương với 1 ly đây các bạn. Kẹp và các bạn xem số. Rồi, 1 ly. À này tay cước 1 ly các bạn nhé. Tay 1 ly. Kiểu này kiểu buộc. Đây gọi là tứ các bạn nhé. Xoài cao với tứ xoài thấp bạn xem dáng xoài thấp xoài kia xoài cao hay còn gọi là xoài mở cũng là nó. Thép này cũng thép 1 ly các bạn, con tay cước 1 ly. Đây dáng quả lưỡi này. Bạn nhìn dáng nó đây. Nó không bật lên đây. Nhìn dáng của nó đây. Rất bén. Đây là xoài thấp ạ. Tứ còn ngũ này các bạn.
Đây, ngũ. Ngũ xoài thấp. Đấy, dáng lưỡi này rất bén các bạn. Bám. Bám. Vừa rồi Hải Đăng Phát Sinh đã giới thiệu các bạn tứ và ngũ. Mình tiếp giới thiệu các bạn lưỡi lục. Lục xoài cao và xoài thấp. Đây là lục xoài thấp đây. Nhìn đây là lục. Tay đường kính của tay phi 1 ly và lưỡi cũng là 1 ly các bạn nhé. Đây là xoài thấp, lục xoài thấp các bạn. Đây, lục xoài cao đây. Đây. Lục xoài cao. Cái dáng cơ bản hiện nay đang sinh đang bán. Dáng cơ bản hiện nay đang phân phối đấy. Đây là xoài cao 10. Thép và tay thép và tay cước đều 10 hết các bạn nhé. Hải Đăng Phát Sinh chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phát Sinh.